Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Mình là Game đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục. Hôm nay chỉ là một video chơi những cái bản tiếp theo thôi. Và cái cây hôm nay sẽ là chủ đề của mục tiêu ngày hôm nay, chính là cây lấm khổng lồ. Một full của nó có thể lên đến là 40 dam, khi mình nâng lên sẽ là 45. Còn khá là nhiều cây mình chưa mở khóa đâu, con ngôi sao này. Con hép booster đâu nhỉ? Đây, mở khóa luôn. Úi giời ơi, mở khóa luôn nhưng mà chưa review bây giờ nhá. Để lần video lần sau review còn con ngôi sao này. Lâng luôn này. Còn khá là nhiều tiền. Tiếp tục lâng này. Lên 40 dam rồi. Tiếp tục lâng này, lên level 4 rồi. 50 dam. Vẫn đang 10.000 tiền của tôi. Ui xót thế. Ui 20.000 tiền. Trời ơi, không biết tôi có lên lâng không đây. Còn 130.000 tiền thôi, tôi xót quá. Không biết phát sau lâng này. U, quả sau mà lâng chắc phải 40.000 tiền. Đam là 70 rồi. Thôi rồi, chúng ta sẽ test cái con lấm này thôi. Con lấm này thì ở màn này thì lấm khắc chế cứng những con zombie hề. Bởi vì cái màn Dark Agnes này thì con zombie hề là con zombie khó chịu nhất ở màn này. Đó, có thằng zombie hề ấy kìa. Sợ thật sự. Ồ, toàn cây dở hơi. Thầy không thèm. Màn này thì phải dùng lấm chứ, đúng không? Cây lấm của tôi đâu? Đây. Ủa không, không, không. Màn này chơi cái này là toang ngay. Lấm con. Và cái này mình sẽ sử dụng min cắt nhưng sẽ không sử dụng poka. Bí giận cũng là một cách khắc chế rất là tốt con zombie hề và cherry bomb. Thôi rồi, chúng ta sẽ bắt đầu màn chơi này thôi. Đầu tiên sẽ dùng lấm này, cho cái lấm con nó phá cái mộ này đi để mình có thể lấy một hàng min cắt rất là tuyệt vời. Mỗi lần lở thì nó sẽ lở ra, mình mới lấy được cái trang phục. Nó nhìn như ông già ấy. Nhìn cái con lấm con này, nhìn nắp cái trang phục này vào, nhìn như ông già. Thật sự nhìn như ông già. Mỗi một lần lở thì nó sẽ lở ra 15 mặt trời. Kết hợp với mặt trời cộng thêm nữa là 5 mặt trời, là nó sẽ lở được 20 mặt trời. Oh, một cái giá khá là tuyệt vời chứ nhỉ. Không hề không tuyệt một chút nào đâu. Cứu lấm con. Nó bắt đầu thả zombie hề nhỉ. Bắt đầu có lấm khổng lồ nhá. Bắt đầu mình dùng lấm khổng lồ rồi. Lấm khổng lồ này nó sẽ phun nguyên một hàng. Một lửa hàng. Ô, nó bị con min, cái con bẫy gai của mình kẹp chết rồi. Khá là tốt đấy. Thôi có một điều này nhá. Đó chính là cái con lấm khổng lồ ở Blend VS Zombie 2 này nó có giá là 125 mặt trời. Còn con lấm ở Blend VS Zombie 1 thì nó lại có giá là chỉ 75 thôi. Khá là chênh lệch đấy nhỉ. Công nhận khá là chênh lệch đấy. Ở phần 2 này chắc, ở phần 1 thì lấm đam nó cũng to, nhưng mà phần 2 này chắc là đam mà to hơn nên là nó được buff. Mình nghĩ là phần 1 thì chắc là tại màn bóng tối thì phải dùng lấm. Lấm con. Nên là họ giảm cái giá mặt trời đi cũng là đúng rồi. Còn phần 2 này thì mặt trời ra đầy. Cho nên là họ, nhà làm game, có nghĩa là nhà làm game muốn tăng giá con lấm này lên cho nó đúng với sức mạnh của nó. Nó sẽ phun được một hàng nhưng mà chỉ một lửa hàng thôi, tầm 4-5 ô gì đấy. Tất nhiên là không thể bằng được với cái con đậu laser rồi. Trời ạ, lâng xong cái ngôi sao mà tôi cảm thấy bâng khuâng quá. 20.000 một quả lâng cuối, trời ạ. Chắc quả sau chắc phải lên 40.000 mất. Thật sự là nó rất là đắt luôn. Ôi giời, toàn cây vớ va vẩn.
Có zombie hề thì không nên dùng họ đậu nha mọi người, dùng họ đậu là liệm đấy. Đâu rồi? Trở lại với đội hình cũ. Ui đậu laser được này, lưng luôn 4.000. Ui đắt thế, 4.000 vàng á. Trời ơi. Lưng một cái cây mà nó lên tận, chỉ lưng một cái cây mà nó lên tận 20.000 vàng bao giờ không? Thật sự là rất là đắt luôn. Đậu laser có 175 thôi, bởi vì mình đã lưng level lên rồi. Ba con lấm đây. Tạm thời cứ thế đã. Mình sẽ diệt bớt cái này đi. Rồi, có min cắt rồi này. Cho hồi min cắt luôn. Bởi vì là cái con lấm này nó chỉ phun được trong 4 ô thôi. Đúng không? Đúng chuẩn 4 ô luôn. Chỉ phun được 4 ô thôi. Còn đậu laser có thể phun được cả một hàng. Nên là đậu laser nó đắt hơn cũng là đúng rồi. Nhưng mà plant food của con lấm sẽ ngon hơn là plant food của con đậu laser này. Tuy là nó chỉ bắn được có 4 ô đầu thôi, nhưng mà khi mà ăn plant food ý, nó sẽ bắn được một hàng. Thầy cứ phải bắt thầy dùng min cắt rồi. Ba cái hàng min cắt kia thì có mà vào mắt. Nếu mà để chọn đậu laser và con lấm này thì mình sẽ chọn cái con đậu laser, bởi vì nó bắn full mát. Nhưng mà nếu mà chọn plant food của một trong hai con này thì mình sẽ chọn plant food của lấm thôi, con lấm khổng lồ này. Một plant food của con đậu laser không thể chết được một ngăn ca thua, và của con lấm khổng lồ cũng không chết được, nhưng mà lấm khổng lồ sẽ ủn đẩy lùi ra. Ôi, ngồi sao cô đơn, tại mày mà tao mất không biết bao nhiêu nghìn vàng, chắc phải mất gần 100.000 vàng đấy, hơn 50.000 vàng. Từ lấy anh bỏ con ạn, từ lấy anh mất em rồi, lặng nhìn đứa bé đơn côi, một mình anh chỉ anh thôi, anh bỏ đi cho lắm thân sắc lên hoa điều tàn. Ai đã từng nghe bài này, thật sự là nó rất hay đấy. Tuy là sự đời có vẻ là hơi bất bình, nhưng mà thật sự là âm nhạc của thanh niên này rất là hay. Ôi, mình chỉ có nhu cầu nghe nhạc mà thôi. Ôi, cái ngôi sao cô đơn nó mất 50.000 vàng của mình rồi. 5 triệu vàng, à 50.000 vàng. Xót quá, mấy cái event có event à? Có cái event này thì để 6 ngày lận thì chắc là mấy tập sau mình sẽ làm cho mọi người xem. Còn bây giờ mình sẽ đánh cái Piranha Party này nhá. Ôi, đúng là sót quá, vẫn không thể làm mà ngừng nghĩ về cái ngôi sao cô đơn được. À, con đại bác của mình đang có búp, khá là ngon. Ôi dồi ôi, sót quá. Ui, mất tận gần 50.000, sót quá. 50.000 vàng không phải là con số ít đâu. Thật sự là nó rất là đắt luôn. Không biết lâng một phát lên level 10 là bao nhiêu tiền nhỉ mọi người? Ai biết thì comment cho mình với nhá. Chắc là phải 100.000 đấy các ông ạ. Ôi, một cái giá quá đắt luôn. Con pháo dừa này. Con pháo dừa này. Pháo dừa này lúc mới nhận được nó thì bắn khá là đau. Bây giờ bắn mấy bọn đội xô này thì cảm giác nó đang bé thật sự luôn. Từ nay anh mất tiền rồi, lặng nhìn cái tiền mồ côi, một mình anh chỉ anh thôi, anh bắn cho lạt hên. Zombie. Quên, không trồng vào cái ô dấu cộng này nó ngon hơn. Con đại bác này thì phải bắn vào người đó thì nó mới... Sao nhỉ? Thì nó mới gọi là... Ấn vào người đó thì nó mới bắn. Đơn giản vậy thôi. Ôi, một cái cây hoa này nó bắn thổi hết tất cả zombie bay luôn. Thấy hết đi thì sao? Ơ bịp à.
Được. Còn chưa chịu chết. Còn chưa chịu chết. À thì video của mình đến đây cũng là hết mất rồi. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau và đừng quên cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ ngôi sao nha. Ôi, 10 mảnh kia cũng được. Ui nhưng mà mất nhiều tiền quá. Bao nhiêu công mình tích chỉ một video mất tận gần 50.000 tiền. Ui xót quá. Nghĩ lại bây giờ vẫn cảm thấy mình hơi ngu quả đấy. Ôi trời ơi, trước sau cũng phải lăng thôi nhưng mà xót quá mọi người ạ. Giờ thì tạm biệt mọi người nhá.